Chào cả nhà nha, mình là Thành Sóc Trăng. Thì hôm trước mình có chia sẻ đến em là cái chuồng trại và khâu xử lý vệ sinh như thuốc ngừa. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến anh em một cái loại cây để mình cho con gà nó chọn chung với lại thức ăn cho gà nó ăn. Thì một cái loại cây thảo dược anh em. Thì cho con gà ăn để làm gì? Để nó tăng sức đề kháng cho con gà, chống lại các bệnh tật. Thì cái loại cây mình muốn nói hôm nay thì nó gồm hai loại cây, đó là cây đinh lăng và lá mơ. Thì cây đinh lăng thì nó ở vùng quê thì anh em cũng biết rồi, nó cũng rất là nhiều, dễ trồng nữa, nó như khoai mì vậy đó. Mình chặt khúc ra rồi mình cắm là nó sống, à vài tháng là anh em có cho ăn. Thì đối với mình, mỗi người mỗi cách nuôi khác nhau, thì mình học hỏi thì được cái gì thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Thì lúc mấy tháng trước mình cũng có đi để giao lưu với mấy cái bạn mà bên chăn nuôi đó anh em, để mình học hỏi, mình trau dồi kiến thức về chăn nuôi thêm. Thì mình biết được cái gì thì mình chia sẻ cho anh em để anh em áp dụng ha, để mình nuôi cho con gà nó hoàn thiện hơn. Thì mỗi người mỗi có cách nuôi khác nhau, nên là mình góp ý cho anh em nào mà cần cái sự mà góp ý của mình thì anh em làm theo ha. Còn anh em nào mà ở đây mình không có mà nói là mình hay, mình dạy gì anh em, nhưng mà mình biết cái gì thì mình chia sẻ cho anh em để anh em nuôi gà được nó hoàn thiện hơn ha. Thì anh em muốn biết cái cây đinh lăng nó có cái vị thuốc rất là hay ở trong đông y. Thì cái cây đinh lăng này nó trị là thận nè, bổ thận, thuốc bổ mà. Cây đinh lăng là sâm Việt Nam, thuốc bổ đối với người mình rất tốt. Thì nó là bổ gan thận và cái đường tiểu, là cây đinh lăng đó, tăng sức đề kháng. Thì đối với mình đi, con người của mình mưa gió trở trời đi nè, mà cái sức đề kháng trong con người mình nó kém quá thì sẽ dễ xảy ra cái bệnh là ho, sổ mũi này nọ, vân vân. Thì đối với gà thì cũng vậy, cái sức đề kháng nó kém thì mưa nè, thì qua nắng hoặc là nắng qua mưa thì con gà của mình trái gió trở trời mà anh em, nó rất là dễ bị mấy cái bệnh thông thường, tại vì sức đề kháng của nó nhầm con, nó yếu, nhầm con nó mạnh, nó yếu thì nó sẽ mắc bệnh. Thì anh em sẽ cộng thêm cho mình cái cây lá mơ ha. Cây lá mơ thì nó chuyên về đường ruột nè, nó sát khuẩn luôn, sát khuẩn đường ruột, mình bảo vệ cho con gà mình từ bên trong cái bộ đầu lòng để nó có sức đề kháng để mà chống chọi lại bệnh dịch ha anh em ha. Thì lá mơ thì nó cũng có nhiều công dụng đó. Anh em cứ lên Google search cái lá mơ và cái cây đinh lăng, nó rất là tốt. Mà anh em cũng biết cái con gà của mình nó thích ăn là cơm thừa cá cặn, giống như mình ăn đi, bữa nay mình ăn cá kho hay là canh gì đó còn dư mình trộn chung với cơm mình gãi, nhưng mà gà mình rất là thích ăn mấy đó. Nên là anh em cứ lấy lá và thân của cây đinh lăng và anh em trồng lá mơ thêm, mơ cũng dễ trồng lắm. Thì anh em trồng mấy đó là mấy tháng là mình có mình dùng rồi. Đối với cây đinh lăng và cây mơ là nó thuộc về thảo dược, nên là anh em cứ cho ăn thoải mái, sáng trưa chiều gì anh em cứ cho ăn thoải mái. Thì mình ở đây mình đang học về cái nuôi gà bằng công nghệ sạch. Công nghệ sạch là mình nuôi bằng thảo dược đó. Sắp tới mình sẽ áp dụng nuôi trên con gà của mình bằng thảo dược. Thì đối với mình, cái kiến thức mình học được cái gì thì mình sẽ chia sẻ, mình không có giấu giếm đến anh em. Thì anh em cứ chọn cho mình đinh lăng nè và lá mơ. Lâu lâu anh em chọn sả cũng rất là tốt. Sả mình băm nhuyễn nó ra, xong rồi cái anh em nấu nấu như nấu canh mình vậy đó, bỏ vô tí muối, nếu như mà mình có bột ngọt bỏ vô cũng có thôi, mình nấu mình lấy nước, tại vì con gà nó cũng có cái vị giác, nhiều khi nó ăn thì nó kích thích, nó ngon thì nó ăn nhiều thôi. Thì mình sẽ cho ăn vào buổi sáng. Đối với mình, gà gà mình nói cho anh em cũng nhiều clip lắm, mình nói là đối với mình gà là từ 7:30 8 giờ mình mới cho ăn, chứ không phải là mới sáng sớm ra mình cho ăn đâu anh em. Sáng sớm là mình không cho ăn, 7:30 hoặc tới 8 giờ sáng càng tốt.
sáng mình cứ cho gà vận động thì thoải mái đi, tới 8 giờ 7 rưỡi đến 8 giờ mình cho ăn là lần thứ nhất. Rồi ăn xong tới trưa, trưa thì 1 rưỡi 12 giờ gì đó mình cho ăn cái nữa. Rồi chiều 3 rưỡi đến 4 giờ, 3 rưỡi là mình cho ăn nè, là chiều là ăn ba cử ha, sáng trưa chiều tới 3 rưỡi. Qua 4 giờ là không cho ăn nữa nha anh em, qua 4 giờ là con gà nó tự vận động. Để làm chi? Mình cho ăn có thời gian cho nó quen, để cho con gà nó tiêu quá thoải mái anh em hiểu không. Thì con gà của mình ví dụ như mình nói 3 giờ rưỡi chiều mình cho ăn là tới sáng con gà của mình mới tiêu hết, anh em hiểu không. Anh em cho ăn 6 giờ 5 giờ 5 rưỡi đi, mình nói ví dụ 5 giờ 5 rưỡi sáng, con gà nào có cái đường tiêu hóa của nó tốt thì sáng nó sẽ tiêu hóa hết. Còn gà nào nó tiêu hóa không tốt thì sao, sáng cái bầu nó chướng đâu ăn được, nó dễ bị bệnh tiêu hóa, dễ bị bệnh đường ruột. Tại vì ban đêm mà gà của mình nó ngủ mà cái bầu dìu của nó nhiều con nó mạnh thì nó hoạt động, còn nhiều con nó ăn nó không tiêu thì nó đâu hoạt động đâu. Tới sáng thì cái bầu dìu nó còn anh em giống như mình đi, sáng mà trong bầu dìu mình ăn không tiêu còn muốn bệnh luôn nữa chứ không chi gà. Nên là mình cho ăn là cho ăn lúc 3 rưỡi chiều để cho gà vận động, anh em đừng sợ gà đói. Ngày mình cho ăn đủ 3 cử rồi, tới 3 giờ chiều, 3 giờ 3 rưỡi chiều là gà mình ăn xong thì nó đi vận động. Vận động tới 6 giờ 7 giờ lên cây ngủ hoặc vô chuồng ngủ rồi thì lúc đó cái bầu dìu của nó tiêu muốn hết rồi. Tới sáng là ok, sáng tới 7 giờ rưỡi 8 giờ là nó đói, gà đói mà vận động sáng cho đi vận động kích thích giống như người mình tập thể dục. Xong rồi nó kích thích nó đói, nó đói thì nó sẽ ăn nhiều. Lúc này là anh em nên trộn thuốc cho ăn mỗi ngày. Anh em trộn lá mơ nè, cây đinh lăng, sả, gừng, mỗi cái một ít cho mình, mỗi ngày mình xay chuyển cho nó. Tỏi cũng tốt nữa đó, mấy cái loại đó thì anh em cứ chia ra mình cho ăn xay vòng vậy đó. Mình nấu nước lên xong rồi mình trộn với cơm, cơm mà mình nấu nước lên xong rồi cái mình nấu nước xong mình để nguội lá nè, thăng thăng cành với lá mơ, cái đinh lăng nó cành với lá, rồi mơ thì anh em bằm nhuyễn ra, bằm nhuyễn hết ra. Tại khi mà nấu lên như nấu canh với lá nó mềm lắm thì gà nó sẽ ăn hết luôn á. Thì mình trộn chung xong, mình nấu như nấu canh xong rồi mình để nguội, để nguội xong rồi mình cho cơm vô, cơm mình nấu mình ăn buổi sáng mình dư hoặc là hôm qua dư đó thì mình cứ trộn vô, có ít mình trộn ít, nhiều trộn nhiều cho nó thấm đi, rồi lát anh em có thức ăn hoặc là lúa rồi anh em trộn chung rồi bổ sung. Nhưng mà gà thích ăn cơm, anh em công nhận chăn nuôi gà rất là thích ăn cơm, nên là buổi sáng mình cho nó ăn cơm trộn chung với thức ăn mình. Đối với mình là ăn buổi sáng phải có cơm, gà nó kích thích nó ăn ghê lắm. Để anh em nuôi gà mà nói nhiều khi cái bộ đồ lòng á mình bảo vệ từ bên trong cho nó tăng sức đề kháng. Nhiều khi anh em gà mà bệnh á, anh em thấy không, mổ lòng ra gan thận phổi rồi máu bầm hay này nọ thì mình bảo vệ cái bộ đồ lòng trong mình cho nó ăn lá đinh lăng nè, lá mơ là cũng ngừa và cái nó sát trùng rất là hay nha. Lá mơ là trong đông y nó trị chỉ nè, trị bệnh chỉ rất là tốt, nó sát khuẩn thì nó cũng là trị đường ruột. Cái lá mơ nè chỉ nè, sát khuẩn là đường ruột rất là hay. Thì mình cộng vô thì mà anh em cứ cho ăn đều 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 thì con gà của mình ăn rất, ăn nhiều cũng chả sao, tại vì nó là thảo dược mà. Thảo dược anh em cho ăn mỗi ngày ngày ba cử cũng chả sao nữa. Nhưng mà mình xây xây phiên á anh em hiểu không? Ví dụ như bữa nay mình cho ăn đinh lăng thì mai mình cho ăn sả, mốt mình cho ăn lá mơ. Để ăn chi? Để ăn gà nó đừng ngán. Chứ mình cho ăn mỗi ngày thì vẫn ok đó, nhưng mà ăn thời gian dài thì gà nó ngán. Nên mình cứ xây vòng vậy là ok, để mình tăng sức đề kháng. Anh em khỏi sử dụng đường glucose,
Tại vì khi mà con gà mà mắc bệnh đó, anh em ra thú y em mua đó, thì cái thú y nó sẽ cho anh em cái chất điện giải là đường glucose để mình uống con gà nó tăng sức đề kháng. Bây giờ anh em sử dụng cái cây thảo dược đi, khỏi cần sử dụng đường glucose. Đường glucose thì mình sử dụng đối với gà bình thường cũng được. Gà bình thường không xảy ra bệnh gì, mình cho nó uống khi mà thay đổi thời tiết thất thường cái gì. Nhưng mà mình đặt khẳng định, mình đảm bảo với anh em một điều là không qua bằng cái cây thảo dược đinh lăng và cái cây lá mơ. Anh em chọn hai loại đó mình chọn, rồi lâu lâu mình xay chuyển tỏi cờ xả rất là tốt đường ruột và các bộ phận mà trong cơ thể của con gà, nó ngừa được phổi tim gan thận, nó bảo vệ mấy đó thì nó khó bệnh, nó khó xảy ra ha anh em ha. Thì hôm nay mình chia sẻ anh em những cái loại cây như thế để giúp cho anh em mình chăn nuôi một ngày một tốt hơn ha anh em ha. Thì sắp tới mình sẽ cố gắng học hỏi kinh nghiệm nuôi thêm nhiều thêm. Thì đối với mình, bản thân mình trước mình nuôi từ từ bé rồi anh em, mình nuôi gà từ bé rồi chứ không phải là mình mới nuôi đây đâu. Mình nuôi cũng rất là nhiều nhiều thành công, nhưng mà đối với mình thành công đó là mình nuôi gà nó không hạn chế chết nha anh em. Hạn chế mất chết đối với mình trong chăn nuôi, hạn chế chết vậy là thành công, chứ không phải là thành công là chăn nuôi gà mà giàu có thì thành công, thì cái đó mình chưa. Nên là nhiều khi mình biết được cái gì thì mình rất mong là được chia sẻ anh em để anh em nuôi gà nó hạn chế chết để anh em có thêm thu nhập. Nhiều khi mình nuôi gà mà bị thất thoát hoặc là bị chết mình buồn lắm chứ, trong cái hoàn cảnh mình nuôi mà bị vậy mình buồn lắm. Nên là mình biết cái gì mình chia sẻ cho anh em, cái loại này mình vừa chia sẻ rất là tốt, anh em áp dụng đi, đảm bảo với anh em là cái sức đề kháng con gà nó rất là mạnh, nó không có bệnh bậy đâu. Sắp tới thì mình học được cái gì có hiệu quả thì mình sẽ chia sẻ anh em tiếp ha. Nếu anh em nào mà muốn vào trong cái nhóm chăn nuôi á, để học hỏi thêm kinh nghiệm, mình trau dồi cái kiến thức của mình, thì anh em cứ vô vô trong nhóm theo đường link ở dưới phần bình luận ha anh em ha. Thì nhiều khi mình công việc mình cũng hơi bận, thì anh em có cần cái gì mà thắc mắc gì bạn thì anh em cứ nhắn cho mình. Nhiều khi thì cũng chẩn đoán cũng không gọi là chính xác được nha anh em. Thì khi mà mình phải mở đó những căn bệnh như là E. coli, viêm khớp, bị hàn rồi đó, mình phải tại vì cái triệu chứng của nó giống nhau đó, nên là mình phải mổ. Mình mổ thì mình mới biết được, mình khám thì mình mới biết được. Còn mình chẩn đoán nhiều khi cái hai cái bệnh nó cũng giống nhau, nó mổ ra mới biết được. Giống như đi phân xanh phân trắng thì rất là nhiều bệnh mà đi phân xanh phân trắng anh em ha. Nên là mình sẽ biết được cái gì thì mình sẽ chia sẻ với anh em hết mình khi anh em hỏi. Thì rồi tới đây thì video nó cũng mình chia sẻ hôm nay là nó cũng hết ngày đó anh em. Chúc anh em chăn nuôi thật là thành công nha. Anh em nào muốn vào nhóm thì anh em theo đường link ở bên dưới phần bình luận nha anh em. Chúc anh em, chúc cả nhà một mùa chăn nuôi thật là bội thu ha. Mình xin chào cả nhà.